xin chào các bạn đến với channel của Ngọt. Thì hôm nay thì chắc hai ngày hôm nay rồi Ngọt quay trong cái hoàn cảnh gọi là ánh sáng không được tốt, cho nên các bạn thông cảm với Ngọt nha. Thì ngày hôm nay Ngọt sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp theo, đó những là sản phẩm 3 trong 1 nha các bạn. Thì 3 trong 1 này rất là tiện lợi, Ngọt nghĩ là đã hot rất là lâu rồi, nhưng mà bữa nay Ngọt mới có cơ hội để giới thiệu cho các bạn tham khảo thêm về cái dòng sữa rửa mặt 3 trong 1 này, vừa đào thải độc tố này, vừa sử dụng làm sạch da, thay nó là sữa rửa mặt làm sạch da, và thứ ba là đào thải độc tố ra khỏi da của mình. Thì nó giống như một lớp sủi bọt mình hay xài á. Hồi đó là Ngọt hay giới thiệu các bạn á, đợi Ngọt chút nha, giới thiệu các bạn á, là cái sản phẩm đào thải độc tố này để làm sạch sâu da. Đây, nó là dạng sâm như thế này. Thì ngày hôm nay Ngọt có một cái loại sữa rửa mặt đa năng luôn, vừa tẩy trang, vừa dùng để xài sữa rửa mặt hàng ngày, một ngày 2 lần, và đặc biệt là đào thải độc tố ra ngoài, giống như sản phẩm sâm của Hàn Quốc luôn nha. Đây, chắc Ngọt sẽ giới thiệu cho các bạn biết cái chai màu xanh trước đi, tại vì cái sản phẩm hot nhất hiện là năm 2018 là ra đời đầu tiên là cái chai màu xanh lá cây này. Thì nó có tên là Super Vistock. Vistock đây. Thôi các bạn coi thông coi giúp Ngọt nha, Ngọt đọc cũng không biết là cái tên mình đọc có đúng hay không. Nhưng mà cái sản phẩm Ngọt đang cầm trên tay là rất là nổi đình nổi đám. Nó có 3 chức năng như hồi nãy Ngọt đã nói, và rất là thích luôn. Thay vì những cái sản phẩm Ngọt hay nói với các bạn dưỡng da là nó sẽ càng tạo bọt nhiều thì nó làm cho da mình dễ bị khô. Đặc biệt những bạn mà da khô thì không nên xài những cái sản phẩm sữa rửa mặt tạo bọt nhiều. Nhưng mà cái sản phẩm này vừa tạo bọt, sủi bọt giống như bông tuyết, nhưng mà nó lại làm cho da mình khi mà sử dụng xong á, nó rất là mịn. Xe đi ngang qua các bạn. Nó rất là mịn và làm giống như một lớp dưỡng da, hơi lớp dưỡng ẩm trên gương mặt. Nó không tạo cho mình cảm giác sạch, kinh kít mà cảm giác khô khô nha, mà nó có lớp dưỡng ẩm luôn. Đây, cái chai này còn nguyên này. Đây, thì một chai như thế này á là có dung, khi mà mình mở ra là sử dụng trong vòng 6 tháng nha các bạn. Đây, đây Ngọt zoom lại các bạn. Chắc đợi Ngọt chút xíu Ngọt sẽ zoom lại cho các bạn nào coi chi tiết hơn. Đây, đây là một cái hộp. Đây, 6 tháng nha các bạn. Khi mà mình mở ra sử dụng trong vòng 6 tháng, và cái dung lượng của nó là 300ml. Một chai là 300ml, tải rất rất lâu mới hết nha mọi người. Đó. Đây là cái bao bì của cái hộp này các bạn. Đây, Ngọt sẽ khui cái bao bì này ra để cho các bạn tham khảo cái chai sữa rửa mặt như thế nào nha. Thì một chai như thế này á, là bên Shop Ngọt bán với giá là 335.000 một chai. Dung tích rất là nhiều, 300ml. Điều đặc biệt là cái chai này rất là tốt ở cái điểm về bao bì. Làm từ nhựa trong cao cấp nha các bạn, nhựa trong cao cấp. Đó. Nhựa trong cao cấp nhìn thôi là mình thấy rất là thích mắt, và đặc biệt là nó có một cái, thay vì những cái tip một chai sữa rửa mặt, tiếp sữa rửa mặt khác á, thì nó sẽ có cái vòi sẵn ở trên. Còn chai này rất là kỹ về bao bì, người ta thiết kế cho mình một cái nắp, khi nào mà sử dụng á, thì mình mới nắp, mình mới thay thế cái vòi này, thay thế cái vòi này vào đó. Đây, Ngọt sẽ quay một vòng cho các bạn tham khảo. Thì Ngọt rất là thích về cái bao bì này, và nhìn rất là thích ở cái điểm là cái dung lượng rất là nhiều, mình xài rất là lâu mới hết. Và đặc biệt đó là sản phẩm sữa rửa mặt này có 3 chức năng: sữa rửa mặt làm sạch da, tẩy nó gần giống như là tẩy trang, và làm thứ ba là làm đào thải độc tố ra ngoài, làm sạch sâu da nha các bạn. Và đặc biệt nó lại sẽ làm cho da mình không bị khô, có một lớp dưỡng ẩm rất là ok luôn. Nó là dạng sữa rửa mặt hữu cơ nha các bạn. Thì cái chai màu xanh này á, tính chất của nó là từ chanh nè, cải xanh nè, và nó có rất là nhiều loại rau củ quả trong này, có cả khoai tây nữa. Nôm na thì cái thành phần thì Ngọt nhớ một vài loại
lại nguyên liệu từ cái sữa rửa mặt này. Nhưng mà các bạn cứ tham khảo trong cái kênh Trần Thị Bích Ngọt, Facebook của Ngọt, hoặc là trang Facebook Shop Ngọt. Ngọt có đăng chi tiết cái công dụng và cái thành phần của sữa rửa mặt Super Veggie Stock này nha. Thì các bạn nào mà da đang bị mụn và da dễ bị nhạy cảm thì mình nên sử dụng cái chai màu xanh lá cây này, tinh chất từ rau củ của hạt nha các bạn. Đó. Còn nếu như năm 2019 nó mới ra hai cái sản phẩm tiếp theo, đó chính là đây, đó chính là cái sản phẩm màu đỏ và màu tím này. Thì cái sản phẩm màu đỏ nó sẽ giới thiệu liền cho các bạn hiểu thêm luôn. Lý do tại sao mà Ngọt muốn nói là nó rất là hot. Lúc mà 2018 nó ra rau củ quả cái hộp màu xanh lá cây á, thì giá rất là cao, từ 400 ngàn đổ lên tới gần 500 ngàn một chai. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình đã trực tiếp xách về giá rất là bình dân hơn so với trước. Ngọt bên Shop Ngọt bán, như đầu tiên Ngọt đã nói á, là Ngọt bán là 335 ngàn một chai. Cho nên là các bạn cứ yên tâm về giá nha. Ngọt đó thì bán hàng này chuẩn chất lượng, và đặc biệt là lấy uy tín hàng đầu, chứ các bạn đừng có sợ nào ủa sao hồi đó giá nó cao vậy mà giờ sao chị Ngọt bán với cái giá này hơi thấp hơn so với trước gần cả trăm ngàn, là không phải đâu nha, là do mình nhập được giá rẻ cho nên mình bán giá rẻ luôn. Thì cái chai tiếp theo của Ngọt này đó, cái chai tiếp theo của Ngọt là màu đỏ, tinh chất từ cà chua với lựu. Thì bạn nào á, mà muốn làm trắng với mờ với thâm thì các bạn nên xài cái sản phẩm cái chai màu đỏ này. Và nếu còn bạn nào á thì đang quá trình lão hóa da, đây chai màu tím này dành cho các bạn nào mà quá trình lão hóa da, từ muốn làm cho da mình nâng cơ lên, căng lên, thì mình nên xài cái chai màu tím này. Tinh chất từ rau củ quả luôn, nhưng mà nghiêng về nho này với lại phúc quần tử là nhiều nha các bạn. Đó, có cải tím luôn nha các bạn. Thì nghiêng về củ dền nữa, thì nghiêng về những cái sản phẩm làm nâng cơ. Bạn nào mà muốn có ba sữa rửa mặt ba chức năng như vậy, đa năng như vậy, tại vì có nhiều bạn nó hay nói với Ngọt đó là tẩy trang nè, rồi xài sữa rửa mặt xong rồi tẩy trang xong xài sữa rửa mặt, rồi lâu lâu phải đào thải độc tố ra ngoài, thì nó rất là cực, nhiều bước dưỡng da quá. Thì các bạn có thể sử dụng một cái chai Super V-Stock này, nó có ba chức năng luôn, rất là tiện dụng nha, và đang rất là hot hiện nay. Đảm bảo khi mà các bạn sử dụng á, thì sẽ là nhận một cái thì sao nói sao, một cái kết rất là ok, có hậu luôn nha, chứ không phải là có nhiều người xài xong đó trời ơi quảng cáo gì ghê, xài xong rồi nhìn thấy không có như muốn. Nhưng mà thật ra rất là nhiều bạn đã sử dụng cái chai này rồi và cho Ngọt một cái ý kiến rất là tốt, tích cực. Cho nên bạn nào mà chưa sử dụng thì Ngọt nghĩ là các bạn nên ring về một chai, tại vì nếu mà nói ra giá ra một tip sữa rửa mặt, một chai sữa rửa mặt mà 300 mấy thì hơi cao so với mình, nhưng mà thường một tip sữa rửa mặt của mình có 100 hoặc là 100 hoặc 150 ml, thì cái đó cái tip cái giá thành á như vậy là ok. Nhưng mà cái chai này tới 300 ml nha các bạn, cho nên là tính ra thì nó cũng không phải là mắc đâu, mà xài cũng là rất là lâu mới hết. Nên là bạn nào mà có nhu cầu á, hoặc là các bạn muốn đào thải độc tố làm cho da mình săn chắc mịn, và đặc biệt các bạn nào mà bị mụn nhiều á, thì mình nên sử dụng cái chai màu xanh lá cây. Và muốn làm trắng da thì các bạn xài màu đỏ nhớ nha các bạn. Còn màu tím là dành cho các bạn nào chống lão hóa, nâng cơ. Rồi Ngọt giới thiệu xong cho các bạn tham khảo ba loại sữa rửa mặt hiện tại bên Shop Ngọt bán đi bán lại luôn. Nhưng mà bây giờ mình có cơ hội để làm clip up lên cho các bạn tham khảo. Nếu bạn nào yêu thích cái clip của Ngọt thì hãy like và subscribe, đăng ký kênh Ngọt Vlog để ủng hộ cho Ngọt ra những cái clip sau nha. Còn bạn nào có những cái ý kiến về review những cái sản phẩm nào nữa thì cứ inbox cho Ngọt biết. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye. Ngay từ đầu clip Ngọt nói là cái ánh sáng của Ngọt không có tốt, thì các bạn coi có gì thông cảm cho Ngọt nha. Sẽ cố gắng để làm buổi sáng, hoặc là sẽ sắm cho mình một cái đèn trợ sáng ok hơn. Mà hiện tại bây giờ là Ngọt cũng đang lung tung công việc rất là nhiều, cho nên là mong mọi người rất thông cảm giúp Ngọt nha. Ngọt cũng mới làm clip gần đây thôi, cho nên là cũng có nhiều cái sơ suất á, thì mọi người thông cảm nha. Thực sự là sẽ
từ từ Ngọt sẽ cải thiện hơn. Và nếu như các bạn có những cái ý kiến nào á, thì hãy đóng góp cho cái clip Ngọt càng ngày càng tiến bộ hơn, thì cứ đừng ngại mà cứ inbox qua cho Ngọt nha. Bye bye. She makes a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Yeah, su casa. Oh baby, when you talk like that.